Dạ, sếp ơi, như thế kỳ lắm ạ. Nhớ mọi người biết thì không hay đâu. Em xin nói, anh không nói. Hãy biết. Chịu là thế này thôi. Anh mới về ạ? Em nấu cơm rồi đấy. Anh tắm rửa đi, rồi ăn cơm nhá. À, anh bảo này. Hôm nay anh vừa đóng lãi 10 triệu cho ngân hàng xong. Thế còn tiền mà em đưa con đi khám bệnh ấy, thì để 1-2 hôm nữa rồi anh đưa em sau nhá. Thôi, em đi vay bạn cũng được. Em đây ạ. Chị Phương ạ. Dạ vâng. Chị xong chưa để em qua lấy đồ ạ? Dạ vâng ạ. Dạ vâng. Thế giờ em qua luôn ạ. Dạ vâng. À, em ăn cơm trước đi nhá. Nay anh không ăn cơm ở nhà đâu. Công ty mới ký qua cho anh xem ạ. Dạ, không còn việc gì nữa. Em sẽ đi về phòng ạ. Dạ. Đã xong việc đâu mà em gọi về. Dạ, còn việc gì nữa không ạ? Dạ bạn rồi, mình nói chuyện tiếp. Dạ vâng. Nghe nói em đang không có tiền cho con viện. Sao sếp biết ạ? Công ty không ứng lương cho em phải không? Công ty mà không ứng lương ấy thì anh sẽ ứng lương cho em. Dạ, như thế không được đâu ạ. Em không dám nhận đâu. Em làm việc cho công ty cũng là làm việc cho anh. Anh trả tiền cho em, có cái gì mà không dám nhận. Dạ, thế anh bảo em phải làm gì ạ? À thì để anh thư giãn một chút, lo cho con. Dạ sếp ơi, như thế kỳ lắm ạ. Nhớ mọi người biết thì không hay đâu. Em không nói, anh không nói. Hãy biết. Chịu là thế này thôi. Hả? Gớm đó. Sao tự nhiên mày gọi em đến? Đây cái đã nào. Anh không sợ vợ của anh à? Vợ anh mà đi du lịch rồi. Mọi hôm ấy.
Hôm là mình toàn đi khách sạn, nhưng hôm nay nó đi rồi. Về nhà đủ gió tí. Đơn giản, mấy khi mà thay thế chính thức đâu. Với lại chắc chắn em sẽ tuyệt vời hơn vợ của anh rồi. Sao đâu? Triển khai. Anh nói thoại thế lắm. Kệ nhé. Alo. Alo em ơi, anh à. Anh ơi, chị nhà có một đám đối trên mạng đấy. Em ơi, ship đến đây rồi, để mang lên nhà cho anh nhá. Ôi, chán chê mày không ship bây giờ. Nhanh lên. Vâng, anh chờ em tí nhá. Cả hứng. Tí phải bù cho em nhá. Được rồi. Này trông vẻ ngon nghẻ đấy. Anh ơi, có anh hàng của anh đây ạ. Có anh hết 490. Ôi, sao lên đây làm cái gì? Lúc nãy đã bảo là vứt ở dưới nhà cũng được. Tôi mang lên đây rồi thì để ở bàn này. Nhắn tin số tài khoản vào đây nhá. Gì đây? Người đóng cửa. Đứng đực ra đấy, nhanh lên. Em chào anh. Em kệ nó đi, đừng làm mất hứng.